Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Có sức khỏe là có tất cả. Các bạn thân mến, đến hàng này lên hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 8 2021, Nông Thu quay trở lại vườn Kiển Trung Hậu, tọa lạc tại số A33 đường Dương Thị Mười, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn một số tác phẩm nhà vườn muốn giao lưu. Và các bạn thân mến, thì Nông Thu cũng chính làm clip, mình không có tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho anh Hậu theo số điện thoại là 0932 696 239 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp anh chàng Hậu quen thuộc của vườn Kiển Trung Hậu. Rồi, chào Hậu. Rồi, em xin chào anh Năm nha Năm. Chào tất cả các anh em mình hết nha. Chúc các anh em mình là vui vẻ và đầm ấm bên người thân nha. Hôm nay thứ tư mình chào lại tầm cái clip hàng một người bưng á, chủ yếu là hàng cũng mai chứng thủy với kim quýt, chủ yếu là mai chứng thủy là nhiều, kim quýt thì ít hơn. Rồi giờ mình nói lại cái hình thức mình kinh doanh ha anh Năm, chỉ cho anh Năm đã nói trên clip luôn ha. Rồi ok. Giờ mình bán là mình báo giá là tại vườn không bao ship, anh em nào mà mua 3 cây trở lên á là mình sẽ bao ship, còn dưới 3 cây là mình không bao ship. Rồi anh em chốt cây nào rồi về chuyển khoản mình trước 50%, còn 50% đó là bên ship nó sẽ thu hộ về cho mình. Rồi chỉ có như vậy thôi, cũng loanh quanh thì cũng có như đó thôi anh Năm. Rồi ok, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc thôi. Đầu tiên là cây kim quýt nha. Kim quýt quốc tịch Việt Nam luôn nha. Cây này lùng luôn nha, hàng này cây này lùng luôn nha, tại nó ra tầm. Cái này đế cũng đẹp luôn nha. Hàng lát nó dập cho quay cái đế luôn rồi. Chết mẹ rồi, tét rồi. Rồi kệ nó, tét đi, cái này về đó, bỏ vậy. Bầu này ra mà. Cái lột nó ra vậy mới thấy đẹp. Mình lột ra mình mới thấy chứ để quên vậy sao mình thấy năm. Thôi lột ra mới thấy đẹp rồi ha. Dòng em của nó 32. Tán rộng của nó là 52. Chiều cao của nó là 43. Hai cái đế của nó đều luôn nha. Bên đây cũng vậy nè, thấy không? Chết à. Không. Lột nó ra về thấy anh Năm. Thấy. Đó, vậy có gì đâu. Lột cũng thấy nữa, thôi tiêu luôn á. Rồi. Rồi chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu. Mang mã số 1. Số 2 cũng là kim quýt luôn nha anh em. Đấy lùng luôn nha. Các bạn lưu ý, các bạn nhìn vô cái gốc cây là chính ha. Còn cái nhánh về nhà các bạn sẽ tỉa tót lại, mình uống theo ý của mình. Đây là những cây đang nuôi. Cây này về anh em nuôi thêm nữa là ok. Dòng eo là 21. Tán rộng của nó là 49. Chiều cao của nó là 38. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1 triệu luôn nha anh em. 1 triệu luôn nha. Mang mã số 2. Mã số 3. Cũng là cây kim quýt. Cũng là cây kim quýt luôn nha anh em. Đấy đẹp luôn nha. Dòng eo của nó là 25. Tán rộng nó là 55. Chiều cao của nó là 47. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu luôn. Mang mã số. Số 3. 1,5 triệu luôn nha anh em. Rồi số 4 là một cây nguyệt quế luôn nha. Nguyệt quế, mang mã số 4, lá sóng bông chùm. Lá sóng bông chùm luôn. Rồi dòng eo của nó là 36. Tán rộng của nó là 56. Chiều cao của nó là 70. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá cũng là 1,5 triệu luôn nha anh em. Mang mã số. Số 4. Luôn. Số 5.
là một cây xanh nha anh em. Cái này là xanh, xanh này là xanh lá nhỏ luôn nha. À. Đó, xanh lá nhỏ luôn nha. Xanh này nuôi hạt lên nha. Trồng hạt ha. Hạt lên á. À, dòng heo của nó 18. Tán lộng của nó 42. Chiều cao của nó 48. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 500 ngàn nha anh em. 500 ngàn nha. 500 ngàn. Xanh. Mang mã số. Số 5. Số 5 thì 500. Rồi, số 6 là một cây mai chứng thủy, lá lớn da đen luôn nha anh em. Rồi dòng heo của nó là 31. Tán rộng nó là 56. Chiều cao của nó là 50. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 800 ngàn nha anh em. 800 ngàn. Mang mã số 6. Số 6. Rồi. Số 7 là một cây mai chứng thủy lá lớn luôn nha anh em. Lớn luôn nha anh em. Dòng heo của cây này hơi bự à. Dòng heo của nó là 55. Tán rộng của nó là 70. Chiều cao của nó là 66. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. Cây này quá rẻ luôn. Mang mã số 7. Số 7. Số 7 là 1,5 triệu nha anh em. Rồi tới số 8 luôn. Mai đèn lá lớn. Mai đèn lá lớn luôn. Kéo này ra miếng rồi nó vướng hai cây này. Đó. Có cái tử luôn nha. Mình thú à. Dòng heo của nó là 33. Tán rộng là 74. Chiều cao là 69. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,8 triệu luôn nha anh em. Đế rất đẹp luôn nha. 1,8 triệu. Mang mã số. Số 8 hả? Số 8. 1,8 triệu luôn nha anh em. Rồi, số 9. Cây mai chứng thủy lá lớn luôn nha anh em. Rồi, dòng heo của nó là 33. Tán rộng nó là 56. Chiều cao là 54. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu luôn. Mang mã số 69. Số 10. 10 lần nữa.
Số 10 là cái tùng. Dạng niên tùng. Này là dạng niên tùng. Tùng này tùng trái luôn nha anh em. Rồi dòng eo của nó là 20. Tán rộng của nó là 65. Chiều cao của nó là 70. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. Mang mã số. Số 10. Số 10 là 1,5 triệu luôn nha anh em. Lá nhiệt quý luôn nha anh em. Mới vừa lật lá rồi nó xong luôn nha. Dòng heo nó là 40. Tán rộng là 65. Chiều cao là 69. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu nha. Mang mã số 11. Hai. Một cây mai chứng thủy. Nụ đẹp ha. Lá lớn luôn nha anh em. Nụ quá trời nụ. Nụ quá trời luôn, già luôn nè. Chi tay nó cũng bự luôn á. Dòng eo là 26. Tán rộng là 57. Chiều cao là 60. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá cũng là 1,5 triệu luôn nha anh em. 1,5 triệu luôn, mang mã số 12. Lâm sam. Một cây lâm sam bông tím luôn nha anh em. Hàng riêng không ghép luôn nha. Hôm nay nó ra chi rồi luôn rồi, ngon rồi ha. Rồi. Dòng eo nó là 21. Tán rộng là 54. Chiều cao là 36. Rồi chào giá là 600 ngàn luôn nha anh em. Mang mã số 13. 600 ngàn. Một em Linh Sam. Bắn miệng rồi. mười bốn đói bụng rồi, đói bụng mà nó lên số dữ quá. Cây này cái đế cũng rất đẹp, đế đẹp, cây okay, đế đẹp. Rồi dòng eo của nó là 35 luôn nha anh em. Tán rộng nó là 69 luôn. Chiều cao của nó là 62. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2 triệu luôn nha anh em. 2 triệu, mang mã số 14. Có hai cây trăng trắng luôn nha. Đang thật sự ra bông luôn nha anh em. Trăng màu trắng này các bạn. Màu trắng. Hàng riêng luôn nha. Không ghép luôn nha. Trăng bụi. Này trăng này nó bụi luôn nha. Một bụi của nó là 4-5 cây gì nè. Giờ mình tấm cái bụi nó mình đo lại ha anh em. Mình đo cái bụi coi. Rồi, cái tấm cái bụi dòng eo của nó là 40. Tán rộng của nó là 65. Chiều cao của nó là 70. Cái thân cây nó bằng ngón tay vậy thôi. À.
nó đưa ống kính vô quay cái cho anh em mình coi cái thân cây nó chia bằng một cái ngón tay thôi mà nó bụi. Rồi chào giá là 1 triệu luôn nha anh em. Một trang một trắng các bạn ha. Trắng 1 triệu luôn nha. 1 triệu mang mã số. 15 là 1 triệu nha anh em. Mình có hai cây luôn nha, đây một cây nữa nè. Đây 16 đây. 16 cũng giá 1 triệu luôn nha anh em, trắng trắng luôn nha. Đó, giờ mình tính cái bụi nó là mình đo luôn nha, nó cũng bằng ngón tay hả. Dòng eo của nó là 20. Tán rộng của nó 70. Chiều cao của nó 75. Rồi chào giá cũng là 1 triệu luôn nha anh em. 1 triệu. 1 triệu luôn. Mang mã số 16. Rồi 17. Một cây mai chung thủy lá nhiều quý luôn nha anh em. Dòng neo của nó là 20. Tán rộng của nó là 68. Chiều cao của nó là 55. Rồi chào giá là 1 triệu 3 luôn nha anh em. 1 triệu 3. Mang mã số 17. 17 thì 1 triệu 3 nha anh em. Trời ơi nặng. Một cây nguyệt quế luôn nha anh em. Một cây nguyệt quế luôn. Này, dòng eo của nó 33. Tán rộng của nó 53. Chiều cao của nó là 60. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2 mang mã số 18. 1 triệu 2 nha anh em. Chính là một cây quyệt cửa kim quýt nha anh em. Cây kim quýt nha. Dòng eo của nó 16. Tán rộng là 56. Chiều cao là 78. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 800 ngàn nha anh em. Rồi, quay bên đây cho mình đụng hàng rồi. 800 ngàn nha, mang mã số 19. Clip này hàng giá sale thôi ha. Giá cây rẻ. Cây này cái đế một bạch luôn nha. Cây này nu lá lớn luôn nha anh em. Đâu mình đo cái dòng đế nó cái cây. Cái đế nó nu nó đẹp quá. Cái dòng đế của nó nè. Cái dòng đế nó 103 lận. Dòng eo nó ngay chỗ này nè. Dòng eo nó ngay này 58 nè. Dòng eo xích trên nè. Cỡ 20 cho lên tới cái chi nó luôn nè. Là dòng eo nó cũng 28. Tán rộng của nó là 65. Chiều cao của nó là 64. Cây này là cây lá lớn mai nu luôn nha anh em. Đây.
luôn. Chào giá là 2 triệu nha anh em, mang mã số 20. 2 triệu. Một cây lá lớn luôn nha. Ủa này lá gì quý chứ? Biết rồi mình cũng lộn rồi. Dòng đế nó 106, dòng heo nó mình đo ngay đây nha. Dòng heo của nó là 29, tán rộng của nó là 60, chiều cao của nó là 50. Rồi chào giá là 1 triệu luôn nha anh em. 1 triệu. Mang mã số 21. 1 triệu. Là một cây việt quế luôn nha anh em. Dòng eo của nó là 31, tán rộng là 55, chiều cao là 47. Chào giá là 1 triệu luôn nha anh em. 1 triệu luôn, mang mã số 22. Một cây kim quýt luôn nha anh em. Kim quýt này gọn tàn ha. Mình quýt riết là nó cũng phải gọn tàn ha. Tỉa riết mà. Vô cái vô chậu nhỏ là ha. Rồi, dòng eo nó 22. Cây này đẹp ạ. Tán rộng là 60. Chiều cao là cũng 60. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá cũng là 1,5 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 23. 1,5 triệu luôn nha anh em. Một cây mai chân thị lá lớn luôn nha anh em. Đế cũng đẹp ha. Rồi dòng heo của nó là 38, tán rộng là 72, chiều cao là 80. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 1,7 triệu luôn nha anh em. Mang mã số 21. 24. 24. Riết rồi. Riết rồi lộn xộn hết hả? 24. Làm riết rồi hết nhân số rồi. Vâng, cuối cùng em mang mã số 25. Là em gì đây? Đây, 25. Cũng là mai chưa thấy. Mai chưa thấy luôn. À. Cái này lá lớn luôn nha anh em. Lá lớn, này đèn lá lớn. Này đèn lá lớn luôn. Đây. Đây là một cục luôn ha. Đây, dòng eo nó mình đo ngay đây ha. Dòng heo ngay chỗ này là 63. Dòng heo ngay trên chỗ này một chút nha. Nếu từ phanh cho anh em mình dòm ha. Hai chỗ này nha. Là 34. Tán rộng của nó là 70. Chiều cao là 53. Già chi già tán hết rồi nha. Này nó có thẹo ngay chỗ này nha. Mà khô rồi nha chứ không phải là thẹo mới nha.
sống khỏe nha, không có gì nha. Nó có cái lỗ cho đó thôi, ngoài ra nó không có cái gì hết. Rồi chào giá là 2 triệu nha anh em. Các bạn thân mến, cây mai chiếu thị, mai đen lá lớn, mang mã số 25 được chào giá là 2 triệu. Cũng kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay. Năm Thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn nhé. Rồi Hậu ơi, chúng ta cũng phải nói lời chia tay với cô bác và anh chị mình thôi. Rồi em xin chào anh Năm nha anh Năm. Chào tất cả các anh em mình hết nha ông. Chúc các anh em mình dồi dào sức khỏe đi. Có sức khỏe sẽ thành công tất cả ha. Và mình cũng mong các anh em mình là ủng hộ clip này, cũng như là ủng hộ mấy clip vừa qua. Thành thật là nhà vườn Trung Hậu cảm ơn mấy anh em mình rất nhiều nha. Rồi còn gì để nói đâu nào. Rồi thôi giờ chúc anh em mình dồi dào sức khỏe đi. Có sức khỏe sẽ sống khỏe hết à. Rồi một lần nữa cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả các bạn ha.